đó 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 nhịp, các bạn thấy nhịp không? Đó nhịp 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 kéo kéo rồi dính đó đó đó, lên hàng cần mình đi làm quá. Bò cá bò ghê không? Cá bò ghê các bạn, đó bò lên cái cá lóc hay gì vậy? Cái tre hả? Hello, chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Tâm Rau Vlog. Là nói đầu tiên cho Tâm chúc sức khỏe các bạn nha. Bữa nay hai cho con mình mà chỉ thiện đây các bạn. Chào cả nhà nha. Bữa nay hai cho con mình tiếp tục câu cá rô phi nữa nha các bạn. Câu cá rô phi ở ấy lên, càng mini lên, dính không? Dính 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 dính. Càng mini. Chỉ thiện câu càng mini là bằng màu trồng nha các bạn. Mình ra càng bên này đánh màu cám nha. Cám đưa vào cá cám đây. Đây là vẫn là bài mồi cám tương ớt của mình nha các bạn. Cá ăn quá đó, bài mồi cám tương ớt. Giờ mình chuẩn bị ra cần ở đây chiến đấu nha các bạn. Đây, cảnh chiều đây các bạn. Bò ghê, bò cá bò kìa. Ủa, bự ghê á. Hai con hay gì á? Đi coi, cá coi. Ủa, cá rô phi nè. Các bạn, đây. Với cái cần mini. Độc lạ. Quá cảm giác. Hay quá. Ôi, cá bự nè. Cá mập ha, cá mập nè các bạn. Giờ mình ra chiến. Móc màu xuống cần nha các bạn. Nãy giờ quậy cám rồi. Chứ thiện làm quá rồi nha. Chờ tấm mình. Đó, ra cần. Cám của mình. Rồi, vô chưa móc móc cho tay nè. Cần mini nãy giờ làm đủ ăn rồi nha các bạn. Nghe chỗ cái ổ của mình trùng tim, bạn thấy trùng tim lên không? Nó trùng tim hết thiệt. Mong đừng trùng tim mấy cái nhỏ quá. Cục ngồi đầu tiên. Nó xuống rồi con, xuống mới ngon, xuống mới ngon. Rồi con đầu tiên, con đầu tiên bắt nha bạn, dù nhỏ mình cũng bắt nha. À, lại nhớt đây, con đầu tiên bắt lấy hên coi, vô rộng coi, vô rộng cho anh liền coi. Đó đó đó. Gì vậy? Rồi. Rồi, con thứ hai. Cá trọng. Con thứ hai. Đây. Cái này là kho ăn cũng được rồi nha các bạn. Kho tương ha. Vô. Vừa giải trí vừa có đồ ăn luôn. Hai cho con mình đi xíu là có đồ ăn. Không có ăn cực, hỏi nhà ăn gì lúc nào cũng cá hết á, đúng sang ghê không? Nhà gì chứ bao cá, hồi nào cũng có cá hết á. Nó mặt trời giờ là xuống gần lặn à. Chiều hai con mình bên kia có bạn cũng đánh cá rô phi dục xa đó, đó kéo về gần lại, cá bự dí theo coi.
hai con là ha, im rồi đó. Chừng chục con là dư sức ăn. Cái gì vậy? Ăn luôn hay gì? Ê, cái cần mini nó làm quá à. Nhìn không? Đó. Ghê chưa? Ê, của mình. Rồi của mình. Đó làm hai con luôn kìa. Quá dữ cái cần mini rồi. Ấy. Cá này bị gì nè các bạn? Nó bị gì mà ê này cá này ngon à chứ về mình khỏi cắt giải. Ê cắt gì nữa? Ê cá này nó độc nè, đẹp độc. Cá này chắc bị cá lóc. Đâu giờ lên cây cần mini kìa. Đó, quay ra đây coi. Banh ra coi, đó. Đứng im lại. Chụp bồi hình coi. Rồi. Đã. Cá này con nghĩ chắc bị cá lóc tám. Tám khúc. Cá như vậy mình biết sao không? Ôi thả nó này hả? Một hồi bắt lại con đó nữa mới ngon, là hết dùng rồi. Đấy, đó có tín hiệu nha các bạn. Rồi bên kia làm trước, bên này tín hiệu, bên kia giật, các bạn lên hai con nữa chứ, độc quá à. Không, hai con không, hai con không, cho về với mẹ nó đi. Rồi gì vậy, gì mà giả dữ rồi, lạn gì cá bự luôn chứ, lạn gì nè các bạn thấy chưa. Đó đi, đỡ em lên coi, đây dính vô mép nha, đã không các bạn, ức nó vàng nè. Thả cá về thiên nhiên rồi, xúc rồi. Tiếc quá bữa ăn giải nè, khoe cho tạc khoe tạc khoe. Ôi đừng, con bự đỏ tay rồi, cái này dính chắc. Dính chắc rồi chứ đâu. Ê trả ra khoan trả ra, hai con dính chắc chi đâu các bạn. Đó. À, em. Thu hoạch, tới giờ thu hoạch hai em. Đã không các bạn. Nữa là cái gì? Nó gì nữa hả? Vô. Làm tăng nghĩa là dư sức ăn. Chụp cái gì vậy? Gì vậy? Ừ, cá nào đỏ nha. Cá la hán hay gì nè. Các bạn, cá màu nè. Cá màu đỏ nè. Nghe mấy ăn nó màu đỏ ha. Đẹp quá ha. Rồi nhúng phao nha các bạn. Nhúng phao nha các bạn. Ôi nhỏ xíu. Cá nản cầu tình không. Rồi thả cho về với mẹ nó nha các bạn. Vừa rớt xuống tá dưới ăn luôn. Ăn luôn. Cho chìm xíu nữa lậm hai con coi. Ôi hụt lát. Ba giật bên này làm như bên đó quản hồn không chạy phải không? Ba vừa giật này, ê đuổi trâu. Thằng ủi xe. Mấy nghe rồi à. Nghe ngọ. Dám đấu với sừng nữa không?
làm dữ vậy? Làm dữ vậy? Ôi thôi, vô. Dính chắc dính, không phải dính miệng quá. Răng thì chắc giật vô mang, vô lưng nó gì vậy? Dính vô lưng gì vậy? Đó. Diễn sâu. Diễn ghê. Xuống. Ê, gì vậy ạ? Cần máy luôn. Ủa, cá bự. Cần máy cài nó. Cần máy cài dính luôn đi. Dính nè, ăn tự động dính nè. Tự xử đi. Ôi. Hai con. Hai con. Lậm hàng, dính không? Bị cái lưỡi đó ăn vô là dính luôn à. Cá nhỏ mình thả hai con hàng qua. Rồi bắt luôn nha các bạn. Thì kêu loài lớn nhỏ cũng bắt hết nha các bạn. Không được chê. Không được chê nha các bạn, đây. Không được chê nó, bởi vì mình đâu có nuôi nó đâu mà chê. Cần mini cái khẻ giờ là chậm ăn rồi. Cá giờ là bắt đầu sập tối vô bờ rồi. Khoa xuống đẹp quá. Khoa qua xuống. Xuống cái này là cá bự chứ sao? Ừ, gì vậy? Làm dữ vậy? Nó bự thấy không? Xuống phao là thấy phao kiểu này là quá đẹp. Bắt nha chứ không có thả nha, đừng nhảy nữa nha. Đây, khoe nữa nha các bạn. Mình nãy mới khoe con bự rồi đó. Ui, đây. Được, trung bình khá. Ăn hết cám cho cơm cho thiệt. Ba cũng đói bụng, mình ăn với cơm. Vậy nãy nhà không chị ta ăn gì miếng ta đi. Cơm ăn miếng, qua ba về ăn cơm. Cần máy, ê, lấy. Lấy nha các bạn. Còn cái đèn pin nữa, không sáng quay không có được, cho các bạn xem không được đẹp. Một xích vô. Sát lại gần. Mũi chích mới tha xích phèo vô. Mũi chích quá, bữa nay mũi quá ha. Rồi. Chiến đêm con đầu tiên. Ê bắn vô luôn. Ô say rồi. Rồi con này đầu tiên nha. Giờ tranh thủ đánh hết đèn là rút quân. Cái đèn này hình như bữa đó mình cũng xài lỡ giỏi rồi nè. Trời nó có nhiều đánh nhiều. Bữa nay cá cũng nhiều rồi, buổi chiều mình đánh liên tục mà. Ừ, nhờ buổi chiều có bỏi rồi. Rồi. Ừ, mũi quá. Bữa nay sao mũi dữ ta? Không có gió, bữa nay không có gió nè. Thải xa ra, ban đêm mình thải xa ra ngoài luôn. Lúc ngoài vô. Con thứ hai của đêm nha. Con này trọng rồi, bự rồi các bạn ơi. Rước nó vô. Rồi. Dính cái bồng luôn. Thiện vợ với bồng giùm ba cái chứ Thiện ơi. Cá con
rồi ra rồi, hên quá. Dính vô bồng cá. Rồi hai cho con mình chuyến đi giờ vừa vô là. Đó. Lên luôn. Lên luôn đi các bạn ơi. Đó. Đây ra đó. Cái chân sải nha. Cái này mà vài bữa nước rút xuống này nè các bạn. Mình xuống đây mình ngồi mình đánh dưới này nè, đánh được xa ra ngoài xíu là cá cá nằm tầm ngoài. Ừ, nên là phải chịu chứ thiện câu cái cần mini á, dục ra ngoài á. Cá bự ăn. Mà cái câu này ban đêm thì cá nó mới vô, cá bự nó mới vô. Còn ngày thì nằm ra ngoài. Sảy luôn. Mắc cái cục mồi. Rồi gì hả? Ghê hả? Tiếng bụng hay gì à? Ủa bự gì? Ôi hộp rồi. Đó, đã không các bạn? Ráng bào đi, sắp hết đèn. Tranh thủ. Nó dục xa ra ngoài này đó. Thẳng cần luôn à. Cần máy. Trả dưới à? Hai con hay gì vậy? Hai con. U. Rô phi nè các bạn. Đó. Nè một trùng rút hoài luôn nè. Ê, cần của mình. Gần chín rồi, lôi kìa. Trời ơi. Mày. Quá trời con rô phi kìa. Bàn tay. Đó. Đó. Úi, đã quá. Trùng hổ, ăn trùng hổ mà dục lúc ngoài luôn á. Nãy giờ mới có chịu giờ có con cá bự á. Giờ chậm ăn nha các bạn. Chắc các con giờ đi hết, đi ngủ à. Con giờ đi hết. Ê, lên. Có tín hiệu nha. Nó. Nó chạy ra ngoài kìa. Chạy ra ngoài rồi kìa. Đúng rồi, cá bự luôn rồi. Nó chạy ra ngoài. Chạy ra ngoài ha. Rồi đâu có thua còn con cá cần mini của con đâu Thiện ơi. Ờ, sao bự bằng. Cho lên luôn. Sao bự bằng cá của con mà thấy bằng tay qua mà đưa vô. Bự bự không các bạn? Bằng con cá chứ Thiện này không các bạn? Cá của con mà đưa bàn tay vô mà mất bàn tay của ba luôn. Đúng rồi nhỏ hơn. Ủi mập mập lúc này Thiện nè. Con nhìn cái bè thịt nè. Nè các bạn nhìn bè thịt nè. Cá mập. Còn không? Tiếp tục cần mini lên tiếp đây coi ôi mà ủa nút xó rồi nút kìa giật cái nữa xảy rồi hả xảy luôn hả rồi ngõ thấy không đi ra ngoài kìa đi ra ngoài kìa con ơi về tối quýnh là sướng là vậy nên là mình thích quýnh vừa sắp tối đêm xuống nè đó khá khá không nha các bạn rồi quá luôn quá xá luôn rồi rồi nó chạy. Ui, cầm cái gục cái cần đã luôn á. Kéo gục cái cần luôn. Đó. Tiếp tục cần mini. Để cầm trước cho chắc. Ăn tục bằng ngón tay gì. Ăn tục bằng ngón tay. Còn dính là mang đi rồi. Ừ, ăn ngầm nữa mà chắc giật dính ngoài rồi mang quá rồi đúng đi
dính ngoài các bạn ơi, cò yển bên trai rồi, dính mí mắt nè. Bây giờ mình thấy đứng im luôn. Cái nữa kìa, cái nữa đây. Đang ghiền, cục mồi nữa. Về. Cục này nữa kết thúc nha các bạn. Lên không lên gì cũng kết thúc nha. Làm con bự bự. Rồi, quá xá. Rồi. Nhỏ. Lên không lên gì cũng kết thúc nha các bạn. Về. Cơm nước. Mai mốt chiến tiếp. Rồi, cục cuối sao ngồi rồi không chịu ăn cho anh về coi. Ngộ ha. Đó, có tín hiệu. Nhỏ xíu. Rồi chắc thua rồi. Mồi này chắc lấy lên lưỡi không quá. Đầy cá mực nước luôn à. Đầy hả? Đâu có, phải có con về mới được chứ. Cũng có được là rồi. Lấy tùng cho ngày mai nha các bạn. Ý, không phải, đặc biệt lên hai con các bạn. Nè. Bạn thấy không, con tép nè. Bây giờ không phải, bây giờ khoan. Giờ xin phép mình làm một cái nữa nha các bạn. Bỏ cái này ra đi. Bây giờ nè. Nè tép nha các bạn, không có móc mồi nha. Mồi tự nhiên nha. Không móc mồi nha các bạn. Xuống cần luôn nè. Thử coi cái này sao. Không móc mồi nha, con tép luôn á, con tép nãy mình dính á. Tép nhẹ quá, cái phao nằm rồi, cao quá. Thử coi sao đây. Không búng mắt, nó sỏi xuyên ngang cái mình luôn à. Này tép nhiều lắm, giật dính hỏm mình cũng dính. Dính con. Ê. Ui ôi, uổng dữ vậy. Hơi uổng tép. Cá bự luôn á. Thôi. Cuốn càng về các bạn ơi. Cá cuối cùng luôn. Càng về. Giờ xin kết thúc video nha các bạn. Lên cá coi. Rồi mình cuốn càng sao nha các bạn. Ô, quá luôn nè. Ủa sao thấy bữa nay nặng nè. Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng chạy nha các bạn. Quá. Đó con nè. Đây. Quá xá nè các bạn ơi. Ha các bạn. Đấy, cậu đã không? Rồi các bạn yêu mến, hai cha con mình cho một cái like và một đăng ký kênh, bấm vào chuông để nhận thông báo hai cha con ra clip mới nha các bạn. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn video kế tiếp.